con xin chào cô ạ Con tên là Đức Anh hiện tại con đang ở khối 4 con có câu hỏi muốn hỏi cô là bây giờ con kiểu càng ngày càng lớn có những mối quan hệ bên ngoài xấu ấy ạ và làm thế nào để bây giờ con được tu tập để chuyển hóa không bị dẫn dắt vào những con đường ý ạ Con Rồi. xin ân cô ạ Rồi, Cảm ơn con thứ nhất là con tu tập là con sẽ hồi hướng cái việc đó. Con rõ chưa? Nhá. Ở đây cô chia sẻ cho các bạn khóa sinh lớn một chút này. Trong mỗi các con đều có sở thích. Các con có thấy đúng không? Các con lớn rồi là các con bắt đầu hình thành các sở thích. Các con bị người xấu dẫn dắt là con có sở thích xấu. Ham thích với việc xấu. Các con chơi với người tốt là các con thích ham thích những điều tốt đẹp. Thế còn bây giờ cô hướng dẫn cho con này ở đây là cái kiến thức chung cho tất cả các con là khối 4 nhé. Kiến thức chung này. Các con chỉ có thời gian để chơi với một số người bạn nhất định thôi. Chứ chúng ta không thể chơi với hết tất cả mọi người được. Các con thấy đúng không? Các con chỉ có thời gian để chơi với một số bạn thôi. Cho nên các con phải phân biệt lựa chọn để các con sẽ chơi với những người bạn tốt, không chơi với người bạn xấu. Cái đấy các con phải tự quyết định. Các con rõ chưa? Các con phải hình thành những cái sở thích tốt đẹp thì các con sẽ chơi được với người tốt. Các con hình thành các tính cách xấu thì các con sẽ chơi với người xấu. Con rõ chưa? Bây giờ cô muốn đối thoại với con một chút đã thì mới ra được các cái vấn đề xác thực của con nhé. Con thấy những người bạn kia của con với con đồng nhau sở thích gì? À con thấy đồng nhau sở thích đi chơi đó thế thì con muốn không có những người bạn đó thì con phải tư duy cái việc đi chơi của con nó dẫn nó có vô bổ hay không con rõ chưa con phải thay đổi sở thích của con để làm những cái việc có ích nhé tức là phải mình phải say thay, thay đổi sở thích của mình thì mình mới có thể thay đổi được bạn bè con ạ sở thích của mình chính là bạn bè của mình cho nên người ta nói là anh cứ nói bạn anh là người thế nào tôi sẽ nhận xét được anh tôi sẽ nhận xét được ngay. Con rõ chỗ này chưa? Ừ. Bạn bè mình là sở thích của mình cho nên là con cái con đi là không phải đi từ bỏ bạn xấu mà con phải từ bỏ những sở thích không tốt của con. Con rõ chưa? Vâng ạ. Đấy. Con xin chia cô ạ. Đó là cách mà các con từ bỏ được những người bạn xấu nhé. Và con xây dựng cho con những cái sở thích tốt đẹp nha. Thì con sẽ có những người bạn tốt nhé. Rồi cô rất mong con là sau này trở thành các anh chị để hướng dẫn các em đấy là sở thích tốt ở trong câu lạc bộ Lao La có rất là nhiều việc. Rồi, cảm ơn con nha. Đấy trong câu lạc bộ Lao La có rất là nhiều việc để hướng dẫn cho các em. Thế con nên con chọn cái việc đó nhá. Rồi, cảm ơn con. Con nghĩ mặt cô nè. Làm sao con có thể có một người bạn tốt nhất ạ? À, con còn nhỏ thế này thì rất dễ tìm bạn thân thôi nhé Bây giờ con chăm học con chăm học thật là chăm học thì con tìm ở trong lớp của con có bạn nào chăm học con hay đến hỏi bài bạn ấy thì con sẽ có người bạn thân con rõ chưa đó tìm bạn thân rất là dễ các con ạ khi chúng ta đang đi học ấy mà chúng ta chăm học ấy chúng ta sẽ hỏi được những cái người bạn chăm học thế là trở thành có bạn thân thôi ngày trước cô còn đi học với cô có người bạn rất là thân vì là làm bài cùng nhau hay hỏi nhau Đấy, thì có cái bài gì cũng hỏi nhau, chia sẻ với nhau, thế là trở thành bạn thân. Các con thấy không? Dễ thôi mà. Con thưa cô là kiểu dạng là ở lớp thì con hay cáu gắt với các bạn này. À? Thì con làm cách nào để hết cáu gắt với các bạn và thường chơi thân ạ? À? Thế vì sao mà con lại có các bạn? Các bạn làm sao mà con lại khó các bạn nào? Dạ kiểu dạng là con là lớp trường của lớp thì là Ờ, những lúc mà con bảo các bạn lấy sách ra để đọc bài, truy bài đấy ạ Các bạn không nghe ạ À, không nghe thì lại nhắc lại con ạ à, nhé Không nghe thì phải nhắc lại Đương nhiên là lớp trưởng thì bao giờ cũng có cái phần mà 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 nghiêm khắc hơn rồi nha. Thế nhưng mà con đừng để tâm con bực mình là được nhé Rồi, cảm ơn bạn Đấy, có con thấy là à, nhỏ làm lớp trưởng có trách nhiệm có tốt không? Rất tốt À. Con xin chào cô. Con kính bài cô chủ nhiệm là con có câu hỏi muốn hỏi cô ạ. Uhm, muốn làm bạn thân kiểu mình làm bạn thân khác với với lại bạn thân khác kiểu như thế nào với lại làm bạn thân cùng giới sẽ như thế nào? Rồi cô cảm ơn con. Tức là những người bạn thân cùng giới và những người bạn thân khác giới thì khác nhau thế nào? Và lên lấy, lấy tình bạn thân nào phải không con? Rồi cảm ơn con bạn thân cùng giới hay bạn thân khác giới chúng ta không phân biệt, các con rõ chỗ này chưa? Quan trọng là cái người bạn này thật sự chúng ta có nên chọn làm bạn thân hay không? Thật sự chúng ta phải nên chọn nhé. Dù là cùng giới hay dù là khác giới, chúng ta vẫn có thể làm bạn thân được, nhưng quan trọng là chúng ta nên chọn người có tính cách thế nào làm bạn thân. Ở trong kinh Hiền Nhân này, sư phụ mới dạy kinh Hiền Nhân đấy có cái cách nhìn nhận để người thế nào là người bạn tốt đấy người bạn tốt là người hay nói ra điểm tốt của mình với người khác các con rõ chưa người bạn tốt đầu tiên là người bạn này phải nói ra điểm tốt của mình với mọi người và người bạn tốt này là người bạn phải thấy mình có điểm xấu gì thì chỉ nói cho mình để mình rút kinh nghiệm thôi không có đi nói với người khác đầu tiên các con ở cái tuổi này đã như thế đã người bạn tốt như thế và người bạn tốt thì luôn luôn là động viên các con làm việc tốt đầu tiên chúng ta phải nhận diện để chọn bạn thân đấy nhé người bạn này phải động viên các con làm việc tốt mà phải khuyên dân các con tránh xa các việc xấu người đó chúng ta mới nên kết bạn người bạn này là người bạn đồng hành với con lúc con hoạn nạn đồng hành và chia vui với con lúc con thành công. Tức là khi con thành công, người ta không đố kỵ kỵ, người ta chia vui với mình. Các con rõ chưa? Ví dụ như là mình được điểm tốt quá thì mình người ta phải chúc mừng mình. Phải không? Mình mà học yếu thì người ta có thể học được thì người ta sẽ cùng bàn bạc học hành với mình. Mình có cái điểm gì xấu thì người ta phải nhắc nhở mình. Và người ta không đi nói những gì không có lợi cho mình với người khác người ta không nói chuyện đấy hey, các con chỉ cần tìm được những người có tính cách như thế thì dù nam hay nữ vẫn là người bạn thân được các con rõ chưa chứ không có là tướng nam là bạn thân tốt hơn hay tướng người nữ là bạn thân tốt hơn mà tâm tính đó mới là người bạn thân mình mới chọn các con rõ chưa Nhà, mới chọn người như thế là bạn thân